Xin chào các bạn nha. Cửa hàng mình vừa mới làm xong một bộ đèn Morimoto cho chè cho 50 luôn nha. Em trai cũng ở Vĩnh Long miền Tây luôn. Lên làm rồi chạy đem chạy đó đem thử đang thử đèn nha. Giờ hiện tại thì 8 giờ tối trong nghĩa trang mình hôm qua. Em ơi đừng có mở đèn là 4 nha em, đang thử đèn Mori cái. Đó, coi các bạn. Cái đèn là do mình chỉnh nó hơi vừa tầm nha các bạn nha. Có con chỉnh thấp xuống được nha các bạn nha. Cái này là mình đang chạy vào đó. Đó, tắt đèn đi em, tắt đèn đi em, đang thử đèn. Số thoại cho mình nha các bạn nha. Số thoại mình nè. 0963574901. Mấy bạn code thì nó code nè, bạn pha nè, nó code. Pha đi em. Đó, bắt chim em. Tắt tắt code bắt chim nó, bắt chim được rồi. Đó chế độ bắt chim nha các bạn nha. Đây là chiếc 150 của em trai ở dưới Vĩnh Long, đi từ lúc 12 giờ trưa lên tới đây làm xong em ngồi chơi nữa. Cảm ơn em. Đèn zin thì tối hơn nhiều. Ok không em? Ok ok ok. Quá đẹp. Quá dữ. Thẩm mỹ. Cái này mình có thể chỉnh cao chỉnh thấp được. Rồi tắt nó đi, mở đèn luôn. Tắt đi.